Hello everyone, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với IELTS Trang Beck. Tiếp nối series trước, mình còn nói về tả cuốn sách yêu thích. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đề về miêu tả bộ phim mà bạn yêu thích nha. Thì tả phim hay tả sách luôn là một topic luôn hỏi trong tất cả các quý của các bài thi IELTS Speaking Part 2. Thì nếu như mà tả phim thì họ sẽ hỏi bạn dưới rất là nhiều hình thức. Ví dụ như là mô tả bộ phim bạn yêu thích, talk about your favorite movie. Quý 1, trong quý 1 của năm 2024 thì họ còn yêu cầu bạn mô tả a movie you watched recently that you felt disappointed about. You should say what this film is about, who you watched it with, why you decided to watch it, and explain why you felt disappointed about it. Thì là một topic cũng khá là thú vị. Tả bộ phim mà bạn cảm thấy quá là chán luôn, quá là thấy thất vọng, mà người ta cũng có thể hỏi bạn đó là describe a movie that had a major influence on you. What it is, how you learned about it, what's the main story of the book, and how it had a major influence on you. Đó thì mình sẽ phải luôn chuẩn bị tất cả các thể loại phim, cái bộ phim mà bạn luôn thích, để mà người ta hỏi một cái là bạn có thể bật ra nói luôn được ngay lập tức rồi. Vậy thì bạn có thể dùng tất cả các collocation trong cuốn Collocation in Use Intermediate hay là cuốn Advanced Collocation cho những cái level cao hơn. Thì mình sẽ liệt kê các bạn một số các collocation hay. Đầu tiên, để miêu tả thể loại phim đi, thì bạn có thể nói là movie types, đúng không? Đầu tiên mình phải nắm rõ được là có những cái thể loại phim gì nhỉ? Đầu tiên là chúng ta có thể có thể loại là rom-com. Rom-com hay còn gọi là romantic comedy là thể loại hài tình cảm. Đây là thể loại phim mình rất là thích, vừa lãng mạn và vừa có yếu tố hài hước rất là hay. Ví dụ như là bộ phim Love Actually này, đấy, bộ phim rất là hay. Hay là thể loại action movie, chắc chắn là bạn nào cũng biết rồi, rất là thích, đó là thể loại phim hành động. Chúng ta còn có thể loại science fiction, khoa học viễn tưởng, đúng không ạ? Hay là thể loại crime về tội phạm, drama, các Korean drama là các thể loại phim dài tập, đúng không ạ? Mình có thể loại phim kinh dị, thriller, hay là phim trinh thám, adventure. Thì thứ nhất là bạn phải xác định thể loại phim mà bạn sẽ tả, đó là loại phim gì, thể loại phim gì. Tiếp theo là mình sẽ có các cái collocation để tả phim, đúng không? Thì khi mà bộ phim được tung ra thì mình sẽ có praise the verb, cụm động từ come out, the movie came out, đúng không ạ? The movie came out, hay chúng ta còn gọi là when the movie is released. Đó, khi mà bộ phim được tung ra thì ta dùng come out hoặc là to be released. Bản thân cái từ come out nó đã mang nghĩa bị động rồi, là được tung ra, cho nên mình sẽ không dùng thì bị động so với come out nữa. Mình chỉ nói là the phụ the. Đây, ví dụ trong sách này người ta cũng nói là when a new film comes out. Đó. Hoặc là when the film is released. Đó, chúng ta lưu ý cái đó. Cái người mà họ đưa ra những cái bình luận cho bộ phim thì chúng ta gọi là movie critic. Movie critic là các nhà phê bình cho bộ phim. Thì họ có thể give it a bad review or give it a good review. Đó. Bộ phim thì có thể là dựa trên một câu chuyện có thật, to be based on a true story. Đấy, ví dụ như là The Oppenheimer, right? Là is based on a true story. Đó, bạn có thể dùng là the film captures an atmosphere, tức là cái bộ phim đấy lấy chọn cái bầu không khí của cái gì đó. Hay là a film deals with a topic, nói về cái topic gì. Đấy, câu collocation hay bạn có thể dùng. Bạn có thể nói cụm như là the opening scenes of the film, cảnh đầu, or the closing scenes of a film, cảnh cuối của bộ phim. Nhân vật chính, đương nhiên mình sẽ có central character, main character and protagonist là những nhân vật chính của trong phim. Nhân vật phụ, diễn viên phụ bạn có thể dùng từ supporting role, hay trong sách này thì họ có dùng từ cameo role. Cameo role là small but special part, tức là dù họ là nhân vật phụ nhưng cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong bộ phim. Rồi, tiếp theo bạn có thể dùng, bạn thì nói là bộ phim này có một happy ending. Cụm này bạn nào cũng biết rồi. Bạn cực kỳ tư vấn, bạn cực kỳ gợi ý mọi người xem bộ phim này. Highly recommend the movie. Khi nói về diễn xuất và nhiều hơn về bộ phim, chúng ta phải nói từ là go on stage. Go on stage có nghĩa là khi mà they become an actor, họ trở thành diễn viên. Những cái bộ phim bom tấn thì chúng ta dùng từ hai từ, đó là a blockbuster movie hay là a box office hit, đều là những cái bộ phim bom tấn. Bộ phim rất là successful in terms of finance, về mặt
đầu tư kỹ xảo công nghệ và rất là thành công. Ví dụ như là các bộ phim của Marvel chẳng hạn, chắc chắn là những cái blockbuster movie, hay còn gọi là Avatar, các bộ phim về Avatar, Avatar là những bộ phim bom tấn. Về phim ảnh thì họ sẽ dùng rất nhiều đến cái kỹ xảo. Kỹ xảo mình có từ special effects. Like you can see the flying car from the tower in the movie I think Fast and Furious. I don't really particularly remember which scenes in the movie, nhưng mà nó có một cái phân cảnh trong cái phim đó thì họ dùng rất nhiều kỹ xảo, trông rất là đẹp và hay, hấp dẫn. Hiệu ứng âm thanh bạn có thể nói là sound effect, đúng không ạ? Sound effect hay là on the big screen. On the big screen là được trình chiếu ở ở rạp chiếu phim. Khi nói đến nhân vật chính nữ, bạn nói là female lead. Nhân vật chính nam nữ, nam chính bạn sẽ dùng là male lead. Đó, male. Ai đó đóng vai trò như là đóng cái vai gì đó, bạn thấy là play the role of. Đấy. Nếu bộ phim đó được đề cử giải Oscar, bạn thì dùng cụm to be nominated for an Oscar. Ví dụ là phim Parasite là is nominated for an Oscar và thậm chí là còn đạt được giải Oscar. Đó thì bạn sẽ dùng từ Oscar nomination or to be nominated for an Oscar. Cũng rất là hay. Rồi. Khi mà mô tả một cái bộ phim hay, hấp dẫn, chúng ta có từ exciting, fascinating, intriguing, gripping, engrossing, absorbing để mà nói đến cái cốt truyện của bộ phim. Và nó rất là gay gấn, nail biting, bạn thì dùng từ nail biting plot cũng rất là hay. Rồi, thế nếu mà bộ phim nó chán thì sao nhỉ? Bộ phim chán, bộ phim mà make you feel disappointed about, bạn thì dùng từ là really let me down. Đó, rất là let me down. Thì trong sample sách Bingo Speaking mình còn nói về phim Avatar 2. Mình không biết là ý kiến của các bạn như nào, thì cá nhân mình thì thấy là Avatar 2 không hay bằng Avatar 1. Mình thấy cốt truyện khá là kiểu predictable. Bạn có thể nói là vì nó quá predictable, dễ đoán được. Nhân vật thì rất là flat, tức là nhân vật nó cứ đều đều. Ngoài cái kỹ xảo của CGI thì mình không thấy có gì hấp dẫn ở trong cái bộ phim này. Đấy thì là cũng, bạn có thể nói là bộ phim thiếu cái chiều sâu đi, lack any depth, không có chiều sâu gì cả. Hay là bạn có thể nói là it create a lot of like frustration, tức là mình không hiểu, không thể hiểu là nội dung cốt truyện nó đang đi đâu đó. Cũng là một cái cách rất là hay để bạn tả về cái bộ phim. Bạn có thể dùng là a bad taste in my mouth. Đây là một idiom đi, có thể nói là một thành ngữ. If an experience leaves a bad taste in your mouth, you have an unpleasant memory of it. Tức là cái trải nghiệm hoàn toàn không có vui vẻ gì cả, thì bạn có thể dùng là the second episode left a bad taste in my mouth. Đó thì trong cái bài nói của mình mà mình nhấn nhá được có 1 đến 2 idiom thành ngữ, chủ yếu dùng collocation nhiều và các cụm động từ nhiều, thì bạn sẽ cộng với cả cái khả năng nói trôi chảy fluency thì đảm bảo là bài thi IELTS speaking của các bạn sẽ được điểm cao. Rồi, vừa rồi là tất cả những tính từ collocation hay là phrasal verbs bạn có thể dùng trong bài thi IELTS speaking part 2 cho topic tả về phim, bộ phim mà bạn thích hay là bộ phim mà bạn chán, cùng áp dụng và bổ sung thêm các danh sách mà bạn nghĩ là cần add trong topic này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến những giây cuối cùng của series hôm nay, cùng comment bên dưới những tập tiếp theo mà bạn muốn nghe về giải đề về topic nào nhé. Bye. Ok. Hi. Hi. Rồi ok. Hi. Có cần nói hi không nhỉ? Có cần nói hi không? Rồi ok. Hello. Hello everyone. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với IELTS Trang Beck.